Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Chúng ta lại quay trở lại kênh YouTube của anh Công Nhân Bán Xe trong những ngày đầu tháng 6 năm 2020. Và mình cập nhật nhé, hôm nay là ngày 8 tháng 6. Thì như mình đã nói, mỗi ngày nhé, mình sẽ dành vài phút ngắn thôi để đi cập nhật những mẫu xe mới nhất với đại lý. Thì anh em nào chúng ta ở xa, không có điều kiện ghé thăm đại lý công ty Toyota Cảng, thì chúng ta thông qua hình ảnh này, chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định nhanh nhất và phù hợp nhất đối với mình. Hôm nay nhé, vẫn là những mẫu xe chủ lực của đại lý, những chiếc Innova xuất sàn và những chiếc Fortuner. Thì thời tiết Sài Gòn mấy nay mưa nắng thất thường, mình hôm nay mình cũng bị cảm luôn, nên là giọng có vẻ hơi khó nghe xíu nhá, thì các bạn thông cảm. Thì kế mình đây nhé, là một mẫu xe Innova số sàn được sản xuất năm 2019 và cuối những năm 2019 nhé, được đăng ký tháng 2 năm 2020. Thì với những cái xe đăng ký 2020 ấy, thì chúng ta đã được biết rằng là có thể phán đoán được là được sản xuất vào cuối những năm 2019 và mang biển số thành phố. Chiếc xe này thì vừa được bên mình thu về trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là mùng 8 tháng 6 năm 2020. Tình trạng xe thì cũng còn khá dơ. Mặc dù xe bên mình về thì cũng không phải làm lại đẹp quá nhiều. Bởi vì tình trạng với những xe 2019 mà chỉ chạy được có trên 9.000 thôi. Thì bên mình sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để làm đẹp theo nghệ Nhật Bản với chiếc xe này nữa. Thì đơn giản chỉ là đánh bóng bên ngoài này, kiểm tra 170 xong mục và vệ sinh nội thất thôi. Thì bên mình có thể chào bán chiếc xe này trong vòng 2 ngày nữa. Thì mình cũng tiện trong buổi chiều ngày hôm nay nhé, mình sẽ quay trước cho anh em ở xa đã hỏi mình những mẫu xe màu trắng này rồi. Thì đa phần những mẫu Innova được bên mình phân phối thì những cái màu chủ lực vẫn là màu bạc, màu đồng anh kim. Và màu trắng này thì cũng hơi bị hiếm trên thị trường. Và mặc dù một số anh em cũng hỏi mình cũng khá nhiều màu trắng rồi, nhưng mà 10 xe thì chỉ có một chiếc xe màu trắng thôi nhé. Với một chiếc xe chạy được có hơn 9.000 thôi thì chắc là tình trạng vỏ thì cũng còn khá tốt rồi. Vỏ thì khoảng độ còn đến 95%. Chiếc xe này vừa được bên mình thu vào cơn mưa ngày hôm qua thì vẫn còn rất là dơ nhé. Chỉ 2 ngày nữa thôi bên mình sẽ hoàn thiện công đoạn làm đẹp. Về phụ kiện chiếc xe này thì cũng có một số gói phụ kiện cơ bản, đó là dán phim, cách nhiệt này, chúng ta có bọc ghế. Xe này thì chủ nhân vẫn là giữ nguyên cái màu ghế nỉ và có chùm thêm một cái lớp áo bên ngoài thôi. Rồi chúng ta có màn hình nhé, màn hình DVD loại mới nhất bây giờ, đó là chúng ta có thể kết nối được YouTube này, chúng ta có thể tích hợp được dẫn đường Vietmap. Nói chung là chức năng giống như một chiếc điện thoại thông thường bây giờ. Vô lăng nhé, chúng ta được bọc cái vô lăng khá thể thao. Rồi thảm táp lô cũng như một số cái option bên ngoài như là bệ bước này, lót sàn vẫn còn nguyên, giữ nguyên cái nội thất nhé, đó là nội thất nỉ màu đen. Thì anh em nào mà chúng ta yêu thích chiếc xe này thì hãy sớm nhé, vui lòng liên hệ với anh Công Nhân Bán Xe qua số điện thoại 0938 83826, và bên mình có thể sẵn sàng có thể tặng bộ ghế nếu cho anh em nào chúng ta thích một bộ ghế da về để đi cho nó sạch sẽ hơn. Mặc dù bây giờ nhé, chúng ta đã có thông tin chính thức về cái đợt miễn giảm thuế trước bạ đối với dòng xe lắp ráp trong nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, nhưng mà cái lộ trình mà để thực hiện cái điều này thì chắc có lẽ phải 1-2 tháng nữa nhé chúng ta mới được hưởng cái ưu đãi này. Và sau khi có ưu đãi này thì đồng loạt nhé, các nhà máy và đại lý đã giảm cái thuế trước bạ xuống, mình xin lỗi nhé, đã giảm cái phần khuyến mại xuống. Như vậy là tổng một chiếc xe Innova lăn bánh ở biển số thành phố bây giờ chúng ta có mức giá khoảng độ 870 triệu. Và sau khi mà chúng ta được hưởng cái ưu đãi từ 5% thuế trước bạ và khuyến mại của nhà máy thì một chiếc xe lăn bánh khoảng độ
có giá khoảng độ 800 triệu nhá. Và chiếc xe này thì đang được bên mình chào bán mức giá là 705 triệu thôi. Như vậy là chúng ta đã tiết kiệm được một số tiền trên 100 triệu nhá, và đi kèm với những gói phụ kiện theo xe. Vâng nhá, thời gian không có nhiều. Thì anh em nào chúng ta quan tâm tới chiếc xe này thì hãy sớm vui lòng liên hệ với anh công nhân bán xe qua số điện thoại 0938 8386 để được sở hữu một chiếc xe lướt với mức giá là 705 triệu nhá. Và mình nhắc lại là đây là phiên bản sản xuất năm 2019 và đăng ký 2020, một chiếc xe còn khá mới, số mét nhé, mới chỉ được trên 9.000 thôi. Cảm ơn và hẹn lại các bạn trong những phút gần nhất.